Hai đội tuyển xe đạp tỉnh An Giang là Gạo Hạt Ngọc Trời và Bảo vệ Thực vật An Giang tham gia tranh tài tại giải xe đạp truyền thống Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 đang đạt những thành tích tốt nhất. Giải xe đạp truyền thống Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016 tranh cúp Hạt Ngọc Trời do tỉnh Kiên Giang đăng cai, thu hút 15 đội xe đạp nam với 75 tay đua mạnh trong cả nước tham gia tranh tài với 9 chặng đua có lộ trình hơn 1.000 km đi qua 13 tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, tay đua Nguyễn Thành Tâm, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đang nắm giữ chiếc áo vàng tổng sắp. Ở chặng thi đấu thứ 6 có lộ trình từ thành phố Sóc Trăng đến thành phố Cà Mau có cự ly 117 km. Là một chặng đua rất quyết liệt bởi các tay đua mạnh đều nhắm đến mục tiêu đáng chiếm các danh hiệu cao nhất của giải là chiếc áo vàng và chiếc áo xanh đang do hai tay đua Nguyễn Thành Tâm, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Lê Văn Duẩn, đội VOS An Giang Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh đang chiếm giữ. Bản thân hai tay đua này cũng tranh đua quyết liệt nhằm bảo vệ thành quả đã đạt được và quyết tâm đó đã được tay đua Nguyễn Thành Tâm, đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thể hiện thành công khi tung cú nước rút vượt qua tay đua Lê Văn Duẩn về đích đầu tiên bảo vệ thành công chiếc áo vàng sau 6 trận đấu. Sáng mai ngày 19 tháng 8, chặng đấu dài nhất của giải có tính quyết định thành tích chung cuộc của các đội sẽ tiếp tục với đường đua từ thành phố Cà Mau về thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang có cự ly 167 km. Đây sẽ là một chặng đấu hứa hẹn nhiều pha bứt phá sôi nổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo.